Kính chào quý vị khán giả. Các điểm du lịch miền núi Trung Du hay là đồng bằng Bắc Bộ, xu hướng mây nhiều lên do không khí lạnh suy yếu, sáng sớm có sương mù. Thứ Bảy, vùng núi như là Sapa, Đồng Văn, Tam Đảo, nhiệt độ là 18 đến 21 độ C, trời rét. Thủ đô Hà Nội và các thành phố còn lại trong khoảng 27 đến 29 độ C. Thời điểm cuối năm, nhiều vườn hồng Mộc Châu rụng gần hết lá, chỉ còn lại những quả chín màu cam, màu đỏ treo lơ lửng trên những cành cây khẳng khiu. Thời tiết 3 ngày tới có nắng đẹp, bạn còn chần chừ gì mà không tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp này? Về nhiệt độ, ban ngày luôn giữ ở mức dễ chịu là 25-26 độ C. Về đêm, quý vị nhớ mặc áo khoác dày để tránh cái rét khi nhiệt độ hạ sâu xuống còn 14-17 độ C. Ngoài miền Bắc, các điểm du lịch phía Nam cũng là những lựa chọn thích hợp. Vùng sông nước Bến Tre, trong 3 ngày tới, ngày nào cũng nắng 8 đến 9 tiếng, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 33 độ C. Tối và đêm không khí mát mẻ, nhiệt độ khoảng 25 độ C. Thời tiết thứ Bảy tại các điểm du lịch khu vực Trung Bộ cũng rất ủng hộ những hoạt động ngoài trời. Từ sáng đến chiều, trời nắng ráo, nhiệt độ ở đây vừa phải 28 đến 31 độ C. Tại Đà Nẵng, thời tiết đẹp trong cả 3 ngày tới, trời nắng như không nóng, nhiệt độ không ngày nào vượt quá 29 độ C. Đà Nẵng còn có nhiều danh thắng mà du khách đến đây không thể bỏ lỡ, như là Ngũ Hành Sơn này, Bà Nà, bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân hay là sông Hàn thơ mộng. Chỉ có chút lưu ý nhỏ, về đêm sẽ lành lạnh với mức nhiệt là 22-23 độ C. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.